Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày này hàng năm, hàng ngàn du khách đổ về thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để tham dự lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Có lẽ rộn ràng và đông vui nhất vẫn là tuyến đường đi lên miếu Bà Chúa Xứ. Ở dọc hai bên đường, không khí mua bán rất nhộn nhịp. Rất nhiều loại mắm đặc sản của tỉnh An Giang, đặc biệt là các loại nhang đèn, trái cây và hoa tươi được trưng bày rất đẹp mắt, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của du khách. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm nay các nghi lễ hoạt động tại lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ được tổ chức như thông lệ trước đây, như đi bộ từ miếu Bà đến đỉnh núi Sam để rước Bà, tổ chức các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian nhằm phục vụ đông đảo du khách gần xa và người dân. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022 với nhiều hoạt động như lễ phục hiện rước tượng Bà, nghi thức tắm Bà và thỉnh sắc thần. Lễ túc yết xây chầu. Đặc biệt năm nay, lễ phục hiện rước tượng Bà vào dịp cuối tuần nên sẽ có rất đông du khách đến tham gia. Bên cạnh phần lễ, trong chương trình còn diễn ra phần hội rất sôi nổi như văn hóa văn nghệ, múa lân, thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều du khách. Vì thế, thành phố Châu Đốc đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022. Như việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phân luồng và chống ùn tắc giao thông. Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các tuyến đường giao thông chính, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức về phòng ngừa tội phạm cho người dân, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, ma túy, nhất là các loại tội phạm cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật, đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn xã hội, mại dâm, cờ bạc, bói toán, mua bán gian lận, cò mồi, chèo kéo du khách, không để xảy ra tình huống xấu. Các vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các hoạt động của lễ hội.